Vâng, em xin chào các bác ạ. Các bác nào đang hỏi em những cái cặp loa mà giá nó khoảng tầm 900 hơn 900 một tí để mình về mình nghe nhạc cho các cái cục mini, hoặc là mình ghép thêm vào cái âm ly để nghe nhỏ nhẹ nhá, thì là ở đây em lên cho các bác hai cặp loa, một cặp của Victor, một cặp của Onkyo, để về mọi người chúng ta ai thích đôi nào thì chúng ta điện cho bên em để chúng ta lấy hàng nhé. Đấy, thì đôi bên này là đôi Victor này. Đấy. Cặp Victor này thì là một cặp loa 3 đường tiếng, đấy, gân cao su màng giấy, rất là đẹp, các anh nhìn nữa. Đấy. Đẹp, thiết kế phải gọi là đẹp, long lanh luôn, các anh nhìn nữa. Đấy. Một bát một chung một tép nha, và con này hàng về thì sổ đẹp xuất sắc luôn. Đây. Góc cạnh loa quá đầy, quá là chất, các anh nhìn nữa. Đấy. Quá là chất luôn. Góc cạnh đầy đủ. Đấy. Gần như là không thấy một vết xước sát nào. Đấy. Gần như là không có xước sát luôn. Các anh nhìn nữa. Đẹp long lanh luôn nhá. Đấy. Các anh chờ em một tí xíu, em lại có cuộc điện thoại một tí. Đấy, ok này, tiếp tục trở lại với cái loa của chúng ta nhá. Đấy. Làm bao nhiêu bác phải chờ đợi. Đấy, loa về. Đấy, em vừa mới khui ra được một lúc. Đấy. Thấy em đến em thấy ông đã vứt lên trên kệ rồi, chả biết là nó quay chưa, rồi quay lại nhá, quay lại cho các anh lần nữa. Đấy. Anh nào hôm qua chưa xem hôm nay xem. Đấy. Đấy. Victor rồi. Con này phải nói là đẹp xuất sắc luôn. Đấy. Đây căng của nó đây. Đấy nhá, đấy, căng cái kèo đây. Rất ok luôn các anh nhá, rất ok luôn. Còn tất nhiên đây là hàng bãi, em xin nói lại một lần nữa, đây là hàng bãi. Nó sẽ có đôi chỗ xước sát, không tránh được 100%. Đấy, mấy anh em vẫn trêu nhau là cái này đặc sản này của làng bãi rồi, không tránh được. Đấy, thì con này là có mã là gì nhỉ? Con này hình như S66 thì vậy. Đấy, em nhớ nhầm là con S66. Đúng rồi. Victor SBMXS66MD. Công suất 50W trở kháng 6 ohm. Đấy, được chưa? Con này xuất xứ là China. Đấy, em cũng nói luôn, cháo gì giấu giếm rồi. Loa bây giờ nó các cái loa của bọn Nhật này nó đều sản xuất bên quốc gia thứ hai hết nhá. Có thể là Trung Quốc, có thể là Malaysia, có thể là gì đó. Còn con này thì được sản xuất tại China. Em cũng xin nói thẳng luôn thế cho nhanh. Tránh cái trường hợp nhiều khi về các bác đọc được các bác lại thấy bảo em lừa đảo gì đấy, này có phải nó bãi hay không, nó kia. Đây em khẳng định là nó bãi, hàng nó về theo 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 lô của em nhá. Đây này. Hàng nó vừa về xong, em vừa mới ấy ra xong đây, mấy chục bộ. Đấy. Nó vừa về xong ở bên này nữa. Đấy. Vừa về xong. Đấy thì em nôi ra được. Nhá. Đấy thì con này thì là có kích thước như sau này. Đấy. Cái loại ba đường tiếng rất là hiếm nhá, bác nào cần thì xúc luôn đi nhá. Đấy. Cần sưu tầm thì lấy ngay không để hết. Con này là có chiều ngang là 16.5 này. Chiều sâu là 20 gần 20 cm, 19,5 cm, và chiều cao của nó là đi 29 cm nhé. Đấy, bọn này là loa size đại đấy. Loa size đại của MIDI, các anh nhìn là biết này. Đấy, nó to hơn các cái loa MIDI khác, nó gọi là loa size đại. Đường viền loa bát, đo hết viền bên ngoài là 15.5, là con đo theo vành bên trong của nó là 12.5. Đấy, ok chưa ạ? Đấy nha, thì đây là con Victor S66MD. Đấy. Hàng như hình. Đấy, công suất các thứ em đã đọc rồi. Bác nào chưa nghe rõ thì mời tua lại. Con này em nhớ là 50W trở kháng 6 ohm. Đấy. Victor S66MD. Giá con này là 950.000. Đấy, bác nào mua liên hệ cho bên em nhé. Đấy. Và bên này là một đôi X7A của Onkyo nhé. X7A thì nó là hàng phân khúc cao cấp. Đấy, phân khúc cao cấp. Đấy. Đấy. Như hình nhé. Đấy căng đây. Đấy. Đấy, nói chung đấy căng nó về thế này là cũng rất ok rồi. Còn cái việc mà một tí xước sát nó kia thì không tránh được. Chày chày nhẹ nhẹ thì em thật không tránh được. Cái đây là hàng bãi. Đấy. Trừ khi bây giờ em mang đi mộc má lại thôi. Mà mang đi mộc má lại thì khẳng định luôn là lại chả ai thích. Đấy, cái hàng bãi này nó rất là dở hơi ở chỗ đấy. Bây giờ mang đi chỉ cần mang đi mộc má lại một tí thôi. Mới quá một cái là các bác này hỏi em bên mộc má lại à. Xong rồi bắt đầu là sẽ có những các cái thái độ kiểu như không thích. Đấy. Nói chung là nó khó lắm. Nên là tốt nhất là những cái này nó như thế nào về như là em bán đúng như thế. Đẹp em bán đẹp, xấu em bán xấu. Đấy. Các bác phải các bác thích làm gì với nó các bác nào. Đấy. Đấy, X7A này, đấy, các anh nhìn này.
Con này cũng rất là đẹp nhá. Có tất nhiên đây là hàng bãi, nó sẽ có ít xước sát chắc chắn không tránh được. Con này công suất là 70W, chỉ khoảng 5 ohm. Made in China nhá. X7A. Loa này là loa màng giấy nón tên lửa này, các anh nhìn không? Rất là đẹp. Và nó dùng để nghe nhạc, bát đánh rất là mềm và sâu, nghe rất là hay. Trung âm rất là sáng. Con này thì bán chi tiết hơn một tí. Nhưng mà cái bát của nó cũng sẽ thiên về cái chắc hơn, thì để dùng nghe cả remix cũng được. Con này thì thiên về nhạc vào hơn một chút. X7A. Con này theo chuẩn châu Âu này. Con này theo chuẩn châu Âu này. Còn QO thì là nó thường thiên hướng của nó ngày xưa khi nó mới ra thì nó không phát triển ở thị trường châu Á, mà nó phát triển và để xuất khẩu ra thị trường châu Âu. Đấy, nên là cái chất âm của nó là thường là sẽ là có xu hướng hướng về cái chất âm châu Âu, tức là đều ba giải. Còn Victor này thì nó hướng về thị trường châu Á nhiều hơn. Đấy, thì nó sẽ có xu hướng là thiên về cái bát với chép nhiều hơn. Đấy, thì bác nào thích cái nhiều bát chép thì là lấy con này. Bác nào thích mà đều ba giải mà trung âm nó sáng rõ thì lấy con này, X7A. Đấy, con X7A này thì nó có chiều ngang của nó là đây 15.5. Chiều sâu con này thiết kế sâu hơn con loa kia là 23. Chiều cao của loa 26.5. Đường viền loa bát là 13 và vành bên trong nó là 10.5. Đấy, X7A nhá. Đấy, con này là 70W, chiều khoảng 5 ohm. Đấy, thì đôi X7A này thì có giá là 1.150.000. Anh nào mua liên hệ cho bên em nhé. Còn đôi Victor bên này là 950.000. Đấy. Ok, em xin kết thúc video ở đây và xin hẹn gặp lại các anh ở những video tiếp theo của bên em. Vâng.